Cơ quan An toàn Thực phẩm của Pháp vừa ra quyết định cấm bán các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa chất Ebocyconazole, vốn được sử dụng rất rộng rãi trong nông nghiệp, gọi đây là mối nguy hiểm đáng lo ngại đối với sức khỏe con người và môi trường. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm Pháp, các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chứa chất hóa học nói trên được tiêu thụ khoảng 200 tấn ở Pháp mỗi năm dưới hàng chục thương hiệu khác nhau. Chất Ebocyconazole chủ yếu xuất hiện trong các loại thuốc diệt nấm được nông dân tại Pháp sử dụng cho khoảng 50% diện tích trồng cây ngũ cốc và 70% diện tích trồng củ cải đường. Căn cứ vào các quy định mới của Liên minh châu Âu đưa ra năm 2017, Cơ quan An toàn Thực phẩm Pháp xác định Ebocyconazole là một chất gây rối loạn nội tiết, có thể gây ung thư và độc hại đối với khả năng sinh sản của con người. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, các chất gây rối loạn nội tiết có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản ở cả nam và nữ, làm tăng tỷ lệ mắc ung thư vú, rối loạn hệ thống thần kinh và miễn dịch, gây tăng trưởng bất thường và phát triển còi cọc ở trẻ em.